Không ít AI đã ra đời trong nhiều năm qua, nhưng để nói về một cái tên tạo ra sự kỳ vọng của hàng triệu người và công nghệ trí tuệ nhân tạo thì chắc chắn đó là ChatGPT. Mô hình AI sáng tạo hay AI sản sinh của OpenAI được đào tạo để trò chuyện với con người như đời thực. Thưa quý vị, các cây viết của tạp chí Fortune cho rằng là ChatGPT đã đem đến một cuộc cách mạng, trong khi thì tờ Washington Post nhận định rằng là năm 2022 là năm mà AI đang trở thành con người. Báo giới quốc tế thì hết lời khen ngợi. Nhưng chẳng cần ở đâu xa, dưới góc độ của những cư dân mạng, chắc hẳn quý vị ít nhiều đã hiểu được sức nóng mà mô hình ngôn ngữ lớn này mang lại qua hàng trăm nghìn bài viết, hình ảnh, clip trên các nền tảng mạng xã hội. Hài hước có, học thuật có, xúc động có, mà đáng sợ cũng có. Rất nhiều nội dung được hào hứng chia sẻ khi người dùng trò chuyện với ChatGPT. Và nhanh chóng, AI này đã thu hút hơn 10 triệu người dùng mỗi ngày, dù còn chưa phổ cập tại rất nhiều quốc gia. ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, là sản phẩm của công ty nghiên cứu phát triển phần mềm OpenAI có trụ sở tại San Francisco, Mỹ. Điểm đặc biệt của AI này nằm ở kho kiến thức mà ChatGPT đã học được. ChatGPT sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tổng quát, công nghệ có thể học hỏi từ dữ liệu cách tạo hầu như mọi loại nội dung chỉ từ lời nhắc văn bản. Công ty OpenAI cũng cho biết thêm, mô hình ChatGPT của họ được đào tạo bằng kỹ thuật máy học có tên là học tăng cường từ phản hồi của con người. Có thể mô phỏng đối thoại, trả lời các câu hỏi tiếp theo, thừa nhận sai lầm, thách thức các cơ sở không chính xác và từ chối các yêu cầu không phù hợp. ChatGPT là một mô hình trí tuệ nhân tạo được đào tạo dựa trên một tập dữ liệu văn bản khổng lồ, gồm các tài liệu viết đã được chọn lọc, chẳng hạn như Wikipedia, tất cả các cuốn sách trên thế giới, tài liệu khoa học, mã cốt. Người đứng sau OpenAI, cha đẻ của ChatGPT là Sam Altman, nổi tiếng với chức danh là cựu chủ tịch của Y Combinator, công ty đỡ đầu cho các startup như Airbnb và Dropbox. Sam Altman, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1985, là một doanh nhân, nhà đầu tư, lập trình viên và blogger người Mỹ. OpenAI được thành lập năm 2015, đã kêu gọi được 1 tỷ đô la Mỹ khi mới ra mắt, với mục tiêu là phát triển trí tuệ nhân tạo theo cách có nhiều khả năng mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chỉ 5 ngày sau khi ChatGPT được ra mắt dưới dạng miễn phí và không giới hạn, chatbot này đã vượt mốc 1 triệu người dùng. Sau 2 tháng ra mắt, ChatGPT đã cán mốc 100 triệu người dùng. Trung bình có khoảng 13 triệu khách hàng đã truy cập và sử dụng ChatGPT mỗi ngày trong tháng 1. Với thành tích này, ChatGPT đã trở thành ứng dụng được sử dụng phát triển nhanh nhất trong lịch sử công nghệ. Theo CNN, ChatGPT đang trở thành công cụ yêu thích của không ít giám đốc CEO để phục vụ công việc viết email. Tại trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania danh tiếng, vốn cũng là trường kinh doanh số 1 nước Mỹ, ChatGPT đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ của chương trình thạc sĩ kinh doanh với thang điểm B. Sự vươn lên của ChatGPT khiến giới công nghệ đứng ngồi không yên. Ông Sundar Pichai, CEO của Google, thậm chí đã triệu tập một số cuộc họp về chiến lược AI của Google và chỉ đạo tập trung nỗ lực vào việc giải quyết mối đe dọa mà ChatGPT gây ra cho hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, theo nguồn tin của Bloomberg, Microsoft đã có bước đi đầy táo bạo, đó là đầu tư 10 tỷ đô la vào OpenAI. Đây được xem là nỗ lực trong cuộc chạy đua giành vị trí trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mới. ChatGPT ở phiên bản hiện tại không kết nối với Internet, không có kiến thức cập nhật sau năm 2021, khi AI này không thể liên lạc ra bên ngoài mạng lưới. Cũng như nhiều trí tuệ nhân tạo từ trước tới nay, một trong nhiệm vụ của AI là cải thiện chất lượng với việc tự học. Và với ChatGPT, công cụ này cho phép người dùng đánh giá câu trả lời của AI và trở thành người thầy sửa lỗi để trí tuệ nhân tạo này không ngừng nâng cao sự hiểu biết. Cũng vì lý do này mà nhiều người lo ngại rằng một khi AI đủ thông minh, những công cụ máy móc sẽ thay thế chính sức sáng tạo và lao động của nhiều ngành nghề. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng là AI có thể hỗ trợ hay thay thế một phần hay là toàn phần công việc của con người chưa phải là câu chuyện của hiện tại. Đặt ra vấn đề này với chính ChatGPT, công cụ này thừa nhận rằng AI vẫn cần sự quản lý và giám sát của con người để đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm. Đặc biệt là tư duy sáng tạo và quan điểm cá nhân thì AI hoàn toàn không thể thay thế được.
Xin cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện cùng với VTC ngày hôm nay. Thưa anh, gần đây trên các trang mạng xã hội, cộng đồng mạng đã đưa ra rất nhiều ý kiến về ChatGPT và nhiều người lo ngại rằng là với sự thông minh của phần mềm này sẽ có thể thay thế các ngành nghề trong tương lai. Vậy ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào? Thực tế thì chúng ta cũng đã thấy rất nhiều người sử dụng đã đặt ra những câu hỏi khó và thậm chí yêu cầu cả sáng tác, cũng như là viết những đoạn mã của các phần mềm thì hệ thống này đều có thể trả lời được khá là linh hoạt. Cho nên là chúng ta thấy rằng là nó khá là thú vị, và bản chất đằng sau chúng ta có thể hiểu là để làm được việc đó thì cái đội ngũ huấn luyện của cái hệ thống này đã phải thu thập hàng tỷ các loại bản ghi dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và huấn luyện cho nó. Thì rõ ràng là với một sức mạnh của AI và các dữ liệu được huấn luyện cũng như là kinh nghiệm của những người phát triển ra giải pháp này thì nó trở nên một hệ thống khá là hữu ích. Thì theo tôi, ít nhất là tại thời điểm hiện tại, thì đây cũng là hệ thống mà chúng ta có thể tham khảo, mục đích là để giải trí và tìm hiểu. Tuy nhiên trong một thời gian gần một vài năm tiếp theo thì hoàn toàn với những cái việc huấn luyện và những dữ liệu nó được mở rộng thêm thì có thể nó sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về rất nhiều các lĩnh vực cũng như là trả lời được thông minh hơn. Và tôi nghĩ là nó có thể hỗ trợ được nhiều trong các hoạt động của chúng ta. Về rủi ro hoặc là về cái việc thay thế hẳn khả năng con người thì nó cũng là một cái có thể nguy cơ có thể xảy ra. Tuy nhiên thì tôi nghĩ đấy cũng không dễ dàng để thực hiện được. Vì ngoài việc năng lực về xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì còn rất nhiều các cái thứ khác mà con người vẫn đang vượt trội và có thể là biến nó thành một công cụ để hỗ trợ cho mình trong công việc hơn là nó thành một đối thủ. Vậy thì theo anh, trong nước có đủ cơ sở dữ liệu và quy mô để có thể xây dựng được chatbot thông minh như là ChatGPT không ạ? Có khá nhiều các chatbot đã xuất hiện ở Việt Nam, và một số công ty làm AI người ta cũng đã làm chatbot để phục vụ và trả lời khách hàng. Tuy nhiên thì vì là mỗi một công ty thì họ làm việc trong một vài lĩnh vực thôi, ví dụ như là kinh doanh về xây dựng hay là thiết bị y tế hoặc là thời trang thì họ đang huấn luyện những cái chatbot đấy thì tập trung vào cái việc phản hồi cho những cái lĩnh vực họ làm, cho nên là không thể tổng hợp được như cái hệ thống chatbot này. Thì tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái xu hướng, và hoàn toàn có thể là có các nhiều cái hệ thống chatbot chuyên sâu hơn trong từng lĩnh vực và trả lời thông minh hơn trong những lĩnh vực chuyên gia hẹp đó. Xin cảm ơn anh với những chia sẻ ngày hôm nay. Từ khi ra mắt, ChatGPT nhanh chóng đã trở thành chủ đề tranh cãi không ngừng. Liệu mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên này có thực sự đáng tin cậy, có là bản lề cách mạng của việc sử dụng Internet, hay AI chỉ là sự thổi phồng và chiếm lấy ấn tượng ban đầu? ChatGPT nói riêng và trí tuệ nhân tạo nói chung liệu có thể bị lợi dụng nhiều hơn là ứng dụng? Theo đánh giá của các chuyên gia thì AI ngày càng thông minh sẽ tạo ra càng nhiều môi trường mới mẻ và các vấn đề cần sau giải quyết. Kể từ khi ChatGPT được phát hành vào cuối tháng 11 năm ngoái, học sinh sinh viên đã sử dụng mô hình này để làm tiểu luận, tóm tắt tài liệu. Hãng tin ABC News dẫn thống kê của tạp chí điện tử Intelligence cho biết, trong 1.000 sinh viên thì có gần 60% sinh viên sử dụng chatbot trong hơn một nửa số bài tập và 30% sử dụng ChatGPT để làm bài luận. Trước tình hình này, các trường công lập ở New York, Mỹ đã cấm sử dụng ChatGPT do lo ngại ChatGPT gây ra những tác động tiêu cực đến việc học tập của học sinh, cũng như tính an toàn và chính xác trong nội dung thông tin của ChatGPT. Tiếp bước lệnh cấm của New York là các trường công ở Seattle, Los Angeles, Maryland. Tại Australia, giới chức Western Australia, New South Wales, Queensland và Tasmania cũng mới ban hành lệnh cấm sinh viên tại các bang này truy cập ChatGPT tại trường học. Sciences Po, một trong những trường đại học top đầu của Pháp, cũng ban hành lệnh cấm ChatGPT cũng như các công cụ dựa trên trí thông minh nhân tạo AI khác. Do lo ngại vấn đề đạo văn, Đại học RV ở Bangalore, Ấn Độ cũng có bước đi tương tự. Edward Tyne, sinh viên Đại học Princeton, đã phát triển ứng dụng GPT Zero để phát hiện văn bản tạo từ AI. 6.000 giáo viên từ các trường đại học, trong đó có những trường đại học hàng đầu thế giới như Đại học Harvard, Đại học Yale sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng GPT Zero có thể phát hiện ra văn bản đó được tạo ra bởi AI hay do con người tạo ra. Jake Heller, một luật sư và cũng là nhà sáng lập Casetext, cho phép người dùng trau chuốt lại văn bản nhờ AI, tương tự như ChatGPT. Ông Jake Heller đều đồng ý rằng ChatGPT là hữu ích nhưng vẫn cần có sự giám sát của con người. OpenAI cũng thừa nhận rằng
ChatGPT có thể viết ra những hướng dẫn sai lệch về luật. Trong luật, nó có thể đưa ra những câu trả lời đúng và chưa đúng. Vì vậy, trong lĩnh vực này, một mình ChatGPT là chưa đủ. Thực tế, người dùng thử nghiệm bản miễn phí của chatbot được cảnh báo trước rằng ChatGPT đôi khi có thể tạo thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm, đưa ra các hướng dẫn có hại hoặc nội dung sai lệch. Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, cũng cho biết việc người dùng dựa vào công cụ này để thực hiện theo những điều nó phản hồi có thể là sự lựa chọn sai lầm.